Chào các bạn, quay trở lại với video phân tích các cái ví dụ và phân tích các cái script cung cấp trong khóa học. Thực ra thì các bạn có thể tự xem và tự hiểu, nhưng mình làm các video này để phân tích thêm cho các bạn. Nếu trường hợp các bạn nào mà chưa hiểu thì sẽ hiểu thêm. Ok, chúng ta kích vào Open. Bài này mình sẽ phân tích cái bài Make a Diagonal. Ok. Rồi. Cái ví dụ này thì mình cũng dùng thuần là các cái code block để chúng ta vẽ. Các bạn thấy là khi mà chúng ta vẽ nhiều các hình dạng mà trải qua nhiều bước khác nhau ấy, thì ưu tiên của mình thường là mình sẽ sử dụng cái code block để cho nó đỡ rối. Tại vì khi mà chúng ta sử dụng nhiều nốt và các nốt này nối lại với nhau nó chằng chịt ấy, nó sẽ rất khó để mà chúng ta quan sát. Thì nếu như có thể thì chúng ta sử dụng khối code block cho nó nhanh. Các bạn chỉ việc comment những cái ghi chú lại những cái chúng ta muốn thôi. Thì cái bài này, nội dung của bài này ấy, thì các bạn sẽ vẽ cái đường chéo. Ví dụ người ta cho một cái mặt phẳng, các bạn sẽ một mặt phẳng dạng hình chữ nhật, thì các bạn sẽ vẽ được cái đường chéo của cái hình chữ nhật đấy, cái mặt phẳng hình chữ nhật đấy, các bạn vẽ ra được cái đường chéo đó. Và trong cái ví dụ này các bạn lại còn học một cái mới, đó là các bạn sẽ tự tạo ra được một cái lệnh riêng, nó gọi là tạo ra một cái phương thức riêng mà Dynamo không không cung cấp sẵn mà chúng ta phải tự tạo ra. Rồi, ok. Thì ở đây mình sẽ comment nó lại một số các cái đấy, một số cái để nó không chạy. Rồi, ok. Rồi, ok, mình comment ở đây, mình run thử cho các bạn xem. Rồi, ở đây đầu tiên nhé, mình sẽ vẽ một cái đường thẳng như thế này. Đấy, mục đích của cái này là để mình vẽ ra một cái mặt phẳng hình chữ nhật thôi, nó không có gì cả. Cái này các bạn biết rồi, đầu tiên mình sẽ tạo ra hai điểm P1 và P2 có cái tọa độ đây. Thứ nhất là P1 ở vị trí 0,0,0, P2 ở cái vị trí là 10,0,0. Thì cách tạo point như nào thì các bạn xem lại các video trước nhé, các bạn phải xem từ đầu đến cuối, bởi vì là những cái mình đã nói ấy, ở các video trước ấy, thì mình sẽ nói first đi thôi. Chứ không mình nói kỹ lại nữa. Đấy, mình không nói kỹ lại. Rồi, ok, sau đó mình sẽ tạo ra đường thẳng line sử dụng cái hàm tạo là by start point end point. Mình truyền vào đây là hai cái điểm P1 và P2 và chúng ta có một cái đường thẳng như thế này. Rồi tiếp theo, mình đang muốn là extrude cái thằng đường thẳng này này thành một cái mặt phẳng. Thế thì để extrude như thế thì chúng ta có cái hàm extrude đây. Chúng ta có phương thức extrude đây, line đây là chính là cái biến l là line extrude. Thì extrude này nó có hai đưa vào hai cái tham số. Các bạn tưởng tượng là khi chúng ta muốn extrude một cái đường thẳng này ra một mặt phẳng ấy, thì chúng ta phải có hướng hướng extrude là hướng nào và extrude ra một đoạn dài bao nhiêu đấy. Thế thì cái extrude này nó có nhiều lựa chọn nha, trong đó có một cái hàm nó đưa vào hai cái tham số. Thứ nhất là hướng hướng đại diện cho vector. Thì ở đây mình sẽ phải tạo ra một cái vector tên là V1. Và cái vector này có phương chiều là hướng lên trên theo trục Z, cho nên mình có cái hàm là by coordinate từ trong class vector chuyển vào đây là ba cái giá trị x, y và z. Và z đây là 1, cho vậy là cái hướng của vector này nó hướng từ góc tọa độ hướng lên trên. Và cái hướng extrude của cái đường line này nó cũng sẽ hướng lên trên. Và đây mình đặt tên biến là sub và l.extrude và mình truyền vào đây là hướng hướng chính là V1, tức là hướng lên trên và lên bao nhiêu, extrude ra một giá trị là bao nhiêu thì mình ở đây mình extrude ra giá trị là 10. Đây mình run thử cho bạn xem. Đây, nó sẽ tạo ra một mặt phẳng như thế này. Ok. Thế bây giờ muốn vẽ được đường chéo của cái này ấy, thì mình phải làm nào mình tìm được điểm này đúng không? Điểm này nối lại đường chéo lại với nhau. Thì trước khi nghĩ đến cái việc tạo đường chéo ấy, thì mình sẽ tạo ra một cái hình nữa. Ở đây mình sẽ sử dụng khối code block thứ hai để mình tạo ra một cái hình lập phương. Rồi, đầu tiên mình có, các bạn biết tạo hình lập phương đây rồi. Đây. By length đây, chúng ta truyền vào thứ nhất là gốc và kích thước, chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Thì gốc này mình tạo bằng điểm P1 đây. Mình tạo xa xa ra ở chỗ này này. Đấy. Đây cái điểm này nhá, mình comment cái này lại, mình run cái thằng này cho bạn xem. Đấy, mình tạo ra cái điểm nó xa xa ở đây để nó không trùng vào cái, đấy, nó không trùng vào cái
thằng mặt phẳng ban đầu này cho tách ra. Rồi sau đó mình sẽ tạo ra cái khối hình lập phương bằng cái lệnh này thôi, mình run. Rồi, thế bây giờ nhiệm vụ của mình ấy là mình đang muốn tạo ra các cái đường chéo ở tất cả các cái mặt này. Đấy, ở tất cả các mặt. Thế thì mình sẽ phải tạo ra một cái sử dụng một cái code block thứ ba. Cái code block này ấy, nó sẽ có nhiệm vụ viết một cái hàm riêng, hàm tự tạo để có nhiệm vụ là cứ thấy một cái mặt phẳng, cứ thấy một cái mặt phẳng đấy, hình có bốn đỉnh đấy, tức là có bốn cạnh, thì nó sẽ vẽ ra cho chúng ta các cái đường chéo và trả về cho chúng ta một danh sách các cái đường chéo đó. Thì cú pháp viết như sau, chúng ta sử dụng cái từ khóa là đen này, và tiếp theo sau là tên của hàm, và trong cái dấu ngoặc này nó sẽ truyền vào cái tham số hay gọi là đối số. Đấy, ở đây chúng ta nó tương tự như là Python. Đấy, thì cái đối số này truyền vào, mục đích ở đây chúng ta truyền vào một mặt. Thì cái mặt này chúng ta biết là điều kiện dùng của nó ấy, là nó mặt có bốn đỉnh. Vậy thì sau khi truyền vào mặt này chúng ta có thể sử dụng này. Thứ nhất chúng ta lấy về điểm C1, tức là điểm core, C tức là corner ấy, tức là có bốn góc. Thì corner 1, cái góc thứ nhất sẽ bằng là chính là cái mặt phẳng truyền vào này, và chúng ta gọi đến cái hàm là point parameter, tức là chúng ta sẽ tìm cái điểm nằm trên cái mặt phẳng đấy. Thì các bạn lưu ý là điểm nằm trên mặt này này nó sẽ có giá trị tương đối, tức là cái điểm mà nó cái tất cả các góc này ấy, nó sẽ có các tham số truyền vào là 0 0, từ 0 đến 1 thôi là lớn nhất đấy. Còn các cái điểm nằm bên trong cái mặt này ấy, nó sẽ có trị giá trị ví dụ 0,1, 0,2, tùy giá trị, tùy cái tọa độ trên mặt ấy thì thường theo cái hệ tọa độ UV đấy, nó không phải theo hệ tọa độ XY, nhưng hai cái hệ tọa độ này cũng tương đồng nhau thôi. Thế các bạn truyền vào, ví dụ các bạn truyền vào đây là 0 0 thì nó sẽ hiểu là góc ngoài cùng, 1 0 thì cũng là góc ngoài cùng, như ở góc khác 1 1 và 0 1 chính là bốn cái góc ngoài cùng. Còn các cái giá trị nằm bên trong này thì nó sẽ là nằm trong khoảng từ 0 cho đến 1. Các bạn đưa giá trị nào vào thì nó sẽ lấy một điểm bất kỳ nằm bên trong cái mặt phẳng đấy ra cho các bạn. Ok, thế vậy bốn cái góc này đã được lấy ra. Tiếp theo chúng ta bắt đầu sử dụng lệnh line để chúng ta vẽ thôi. Chúng ta biết C1, C3 chúng ta nối lại, C2, C4 chúng ta nối lại, và chúng ta sẽ trả ra cái giá trị, tức là cái hàm này này sẽ trả về danh sách hai cái đường chéo. Hai cái đường chéo. Vậy là xong. Đây là hàm nhá. Hàm này chúng ta viết riêng. Bây giờ sau khi viết được hàm này xong, chúng ta mới đi sử dụng nó như thế nào. Thì ở đây thứ nhất là trong cái mặt phẳng đầu tiên này, chúng ta sử dụng bằng cách là chúng ta gọi cái hàm đấy thôi, make diagon này, truyền vào cái mặt phẳng chúng ta tạo ra là thằng sub này. Đấy, nếu các bạn truyền sai thì nó sẽ làm sai. Đấy, chúng ta truyền vào cái mặt phẳng. Và bây giờ mình sẽ chạy thử nhá. Run. Đấy, các bạn thấy đường chéo nó sổ ra. Và cái này ấy, nó sẽ trả về cho chúng ta là hai cái đường đường chéo tương tự như vậy. Đấy, chúng ta sẽ có cái này, chúng ta sẽ vẽ cái đường chéo cho cái hình khối lập phương. Thì các bạn thấy đây là mình vẫn dùng lại phương thức này, nhưng các bạn thấy là truyền vào cho phương thức này nó phải là một mặt, cho nên nếu các bạn truyền thằng thằng tham số cup này, cubic này vào này thì nó lại là một hình khối solid thì không được, sai mất. Cho nên mình làm sao, mình phải extract, tức là lấy về tất cả các cái mặt của hình khối lập phương này mình truyền vào đây thì mới được. Đấy, thì ở đây mình sẽ làm bằng cách là cup, có hàm là cup tức là khối solid này, chấm face và chấm face và nó chấm surface geometry thì sẽ lấy về tất cả các cái mặt. Rồi sau khi lấy về các cái face xong, các bạn truyền thì chúng ta đã thỏa mãn cái điều kiện của cái phương thức chúng ta tạo ra rồi, nó phải truyền vào một cái surface. Thì cái cụm này chúng ta sẽ lấy về tất cả các cái mặt của cái khối surface này. Đấy, ok. Sau khi lấy xong thì các bạn run thôi. Run. Vì nó sẽ vẽ tất cả các cái đường đường chéo của tất cả các cái mặt này. Ok, thế vậy qua cái ví dụ này thì các bạn thấy là chúng ta học được cái gì? Thứ nhất chúng ta học được cái cách chúng ta tạo một cái hàm riêng sử dụng code block. Bắt đầu bằng từ khóa def này, sau đó tên của hàm này, truyền vào tham số này, bên dưới này là thực thi các cái lệnh này, và từ khóa return để các bạn trả về cái gì
Đấy, và nhớ là nó nằm trong cái dấu ngoặc nhọn và kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Và từ đó sau khi vẽ xong mình hoàn toàn dùng ở các câu block khác. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.